Dạ kính chào quý cô chú anh chị em, hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em xem tham khảo một miếng đất rất là vuông vức ha. Thì đất này đang tọa lạc xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, cách trung tâm thành phố Cần Thơ thì tầm khoảng 14 km là tới trung tâm thành phố Cần Thơ, gần dàm Trà Ếch. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến một miếng đất mặt tiền 18m thì chạy vô 36m thì tuốt vô trong luôn. Mới phát quang. Trên đất thì trồng 3 cây măng cục rồi không ha. Đâu được cả chục cây măng cục luôn. Bự nhỏ. Thì sát bên có nhà rồi luôn. Thì miếng đất này là pháp lý là cây lâu năm. Thì chủ đã tách ra 2 sổ. Mỗi một sổ khoảng 9 mét mấy. Chạy dài 3 mấy mét. Thì ở đây đăng ký lên thổ cư liền được nha. Thì chủ đang có mua nhu cầu bán miếng đất này rất là vuông vức, rất đẹp luôn. Lộ giới trước đất thì hiện thời là lộ giới 5m, nhưng mà trên giấy là lộ giới 10m luôn nha, dự kiến mở rộng ra là 10m. Thì ranh gốc rất là rõ ràng, gào lưới B10 giáp lại hết trơn ha. Đây cây măng cục nè, trồng măng cục đang có trái luôn. Được 3 cây dừa, cây măng cục. Đây ranh gốc rất là rõ ràng. Tới đây là một từ đây qua tới cây trụ đó là một miếng giấy, qua tới bên vách nhà anh Bảnh là một miếng giấy nữa, là hai miếng giấy. Mặt tiền 18m chạy vô hết đất luôn. Đó, có hàng rào lướt bên mưa chui ra. Đây lộ giới trước đất đây. Hướng này sẽ đi thẳng ra Phong Điền thì cũng sát bên điểm nhấn của mình là sát bên dàm Trà Ếch ha. Trà Ếch của thằng Trường Long, huyện Phong Điền. Còn hướng này sẽ đi vô trong chợ Trường Long khoảng 1 km nữa là tới chợ Trường Long rồi nha. Đó. Một miếng đất rất là đẹp, rất là vuông luôn. Lộ giới thì ô tô về tới vị trí đất được luôn ha. Thì chút xe chạy vô cái hướng Trường Long cho quý chợ Trường Long cho quý cô chú anh chị em xem luôn. Đó, xe ô tô thì chạy thoải mái luôn. Đó, chạy vui đúng không, đường làng mà chạy thoải mái luôn. Ở đây thì bán kính trong vòng trường học, trường mẫu giáo, trường học đồ thì tầm khoảng chừng 300-400m là tới trường cấp 1, cấp 2 trường mẫu giáo. Còn tới chợ Trường Long thì cũng đầy đủ cấp 3, cấp 2. Gần ra huyện Phong Điền thì 4 km thì đầy đủ tiện ích hết. Về trung tâm thành phố Cần Thơ thì khoảng 14 km. Thì ranh gốc cũng rất là rõ ràng luôn ha. Thì tự mấy cái hàng rào này, trụ ranh này đó. Đi qua tới cái mấy nhà bên đó luôn. Nhà đó là 18m. Quay về hướng Tây Bắc ha. Quay về hướng Tây Bắc. Đất thì bà cỏ liền lạc luôn, đất pháp lý cây lâu năm. Ở đây lên thổ cư giá dao động khoảng 500 triệu một mét vuông. Nó chạy thẳng ra phía sau ha, trồng măng cục trên đất. Bà cỏ ha, nhà kế bên có khu du lịch nghỉ dưỡng gì nữa. Đường này thì nói chung đường này mới mở ở phía sau. Thành ra nhà cửa còn hơi thưa, dưới đây đa số là dân cố cụ, đất lớn không à. Thành ra nguyên một đoạn từ cái mí hâm xây này là tới cái đằng dàm gạch Trà Ếch là chỉ có một chủ à. Là thành ra không có nhà cửa gì ở đây, người ta cất nhà ở gần mé sông. Hồi xưa có con lộ ở phía trước á, giờ là có con lộ ở đây thì thành ra nhà chưa có mọc lên nhiều ha. Đoạn này cũng mới làm khoảng 2-3 năm nay. Đường thì thông thoáng, thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán. Giá chỉ 1 tỷ 6 sở hữu ngay. Giá đã giảm sâu. Hôm rồi giá kêu khoảng 1 tỷ 8 năm. Nhưng giờ chủ muốn bán nhanh lẹ luôn thì bớt xuống 200. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế ha. Bán rẻ hơn khu vực luôn.
thì xe, lượng xe qua lại cũng rất là nhiều luôn. Thì quý cô chú anh chị em mình thấy xe qua lại rất là nhiều. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế, liên hệ số điện thoại 0396400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi ha. Đó, giờ chạy vô dài vô hướng Phong Điền cho quý cô chú anh chị mình xem luôn nè. Đó, đường xe qua lại cũng rất là nhiều luôn ha. À, cũng thuận tiện mua bán kinh doanh đồ này kia. Đây khu du lịch nghỉ dưỡng homestay ở đây nè. Dài vô trong thì nhà cũng rất là nhiều luôn. Chỉ 1,6 tỷ sở hữu ngay. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế, dự ý thì gặp chỗ mình thương lượng mua bán ha. À, miếng đất rất là vuông vức, rất là đẹp luôn. Ở hướng này thì chạy thẳng vô Trường Long khoảng 1 km là tới chợ Trường Long. Đó, thì đường hồi xưa có đường mé sông dưới đó ha, giờ người ta làm lộ lên đây. Đây có cái bảng phòng chợ gì hướng chợ Trường Long đây. Này ấp Trường Thọ A, Trường Thọ A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ ha. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Thì rất mong quý cô chú anh chị em xem video, đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo có những vị trí nền, những vị trí nhà, đất gì thì gửi đến quý cô chú anh chị em mình tham khảo luôn em. Ai muốn về thôn quê yên tĩnh kinh doanh nhỏ lẻ thì có miếng đất đó thì vừa ý luôn. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại những video sau.